anh em, hôm nay 7 tháng 8 mình mới về được thêm một cục máy CDS50 hàng rã xe kho nội địa Nhật về. Tình trạng là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, sơn xi zin toàn bộ, máy là bao nổ bao em. Giá cho cục máy này là như hình, full như hình, 5.8 triệu. 5.8 triệu cho cục máy CDS đời cao nha anh em. Tình trạng là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, ba anh em là máy bao nổ bao em, sơn xi zin toàn bộ nha. Anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933996332. Máy CDS đời cao, hàng rã xe kho nội địa Nhật về, giá là 5.8 triệu cho cục máy này. Hôm nay là ngày 7 tháng 8 nha anh em.